sử dụng cái xe của mình. Nó có hai cái tay, y như là cánh tay robot vậy đó. Đấy, mấy bạn nhìn nè, cái thùng này nặng lắm á nha. Ai, kéo qua, kéo qua. Sẽ cho cầu thang đi lên. Và mình lên mình cắt cái sợi dây này luôn. Được, một sợi dây màu hồng bị đứt rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Hello, chào các bạn. Mình là chú chó Everest đây. Anh Red ơi, hôm nay có chuyện gì cần cứu hộ không? Nhìn kia Everest, từng khí cầu của ông thị trưởng có vẻ như muốn đáp xuống ở cái chỗ con đường này nè. Chúng ta hãy đến đó để lấy lại những tấm quảng cáo mà con mèo của ông ấy đã lấy trộm đi. Nhưng mà anh Red ơi, con đường á đã bị các con mèo nó dùng cái thùng nó chặn lại rồi, không có cho mình chạy qua được chỗ đó để tới kinh khí cầu đâu. Vậy thì đội chó cứu hộ, các em hãy di chuyển những cái thùng này ra để tạo thành một con đường trống, chúng ta mới có thể đi được. Đầu tiên là Rocky, em hãy sử dụng xe xúc để đẩy những cái thùng này ra ngoài đi. Dạ, thôi em sẽ chạy tới chỗ đó và gọi Rocky ra. Ok ok. Ủa mấy bạn thấy không, con đường á ha, để cho xe chạy mà mấy con mèo nó đặt mấy cái thùng đây nè, không cho xe chạy qua luôn à. Rocky ơi, ra đi, có nhiệm vụ nè. Ok, mình sẽ dùng cái xe của mình, nó có hai cái tay y như là cánh tay robot vậy đó. Nó có thể xúc được cái thùng, dù nặng cách mấy nó cũng xúc được. Đấy, mấy bạn nhìn nè, cái thùng này nặng lắm á nha, không phải nhẹ đâu. Hay, được một thùng. Ây da, dạ, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Yes, hai thùng. Hai. Úi, còn đến ba thùng nữa hả? Hai, mình sẽ đẩy tiếp này. Ây da, nặng quá, nặng quá. Lên. Ok, để bên đây. Rồi, được 3 thùng rồi. Ôi, hết chỗ để thùng nữa rồi. Anh Ray ơi, em đã chuyển 3 cái thùng đi rồi, nhưng mà còn 2 cái thùng cuối này nó vừa nặng mà phải chồng lên những cái thùng kia, em đẩy không nổi. Ok, để Sky sẽ dùng cần cẩu cứu hộ để cẩu những cái thùng này lên. Chị nhỏ mà. Ờ, được á Sky, vậy ra phụ mình nha. Ok, Sky xuất hiện. Ê, mấy bạn có biết không, cái máy bay này á có một cái cần cẩu cứu hộ. À, nhìn nè, coi Sky sẽ thả nó xuống nè. Đó, móc cái thùng lên và đem qua đây để đặt đè lên trên những cái thùng khác. Chứ nó nặng lắm, sức người đâu có kéo nổi đâu. Ok. Ý, vẫn còn một thùng nữa. Nhà mấy bạn có máy bay này chưa? Máy bay này là máy bay của Sky. Nó có bán đồ chơi luôn á nha. Ai, kéo qua, kéo qua. Rồi, hết rồi. Không còn thùng nào để cẩu lên nữa anh Ray ơi. Ý, chưa được mấy em ơi. Anh thấy còn những tấm ván bị gãy ấy, để giữa đường nữa kìa. Nếu như vậy thì sẽ làm cho người khác đạp lên và sẽ bị thương. Robot, em hãy dùng cái búa khoan để sửa các cái tấm ván này để thành một cái thùng lại đi. Dạ, chị nhỏ, để em sửa nó lại cho. Nó bị bể rồi. Mấy bạn coi đây, Robot sửa nhanh ghê chưa. Được một cái thùng rồi nè. Ơ, nhưng mà bây giờ em không thể nào đẩy cái thùng này đi được đâu. Không sao, vẫn còn Sky mà. Sky sẽ dùng cái máy bay của mình có cái cần cẩu cứu hộ là nâng lên được liền chứ gì. À, quên. Sky, bạn nâng cái thùng này lên đi. Ok, đợi mình khởi động máy bay đã. Rồi, bay lên. Yes, hay quá, hay quá. Đấy, con đường đã thông thoáng rồi. Tốt lắm, đội chó cứu hộ. Em nhìn kìa, kinh khí cầu á, nó sắp hạ cánh rồi. Mấy em hãy tấn công đến chỗ đó. Đợi kinh khí cầu mà hạ xuống, mấy em sẽ phải nhảy vào để bắt những con mèo. Và chúng ta sẽ giành lại những tấm quảng cáo mà con mèo đã ăn cắp nha. Dạ,
Kìa kìa kìa, nó gần hạ xuống rồi đó. Chúng ta đứng đây đợi. Ôi không, trời ơi, sao đội chốt cứu hộ lại đứng ở đây chờ mình rồi? Nếu mình hạ cánh xuống là sẽ bị bắt liền. Làm sao chúng ta dám hạ cánh đây? Thôi, mình phải đi chỗ khác thôi. Ôi, tên khí cầu bay đi chỗ khác rồi. Các em ơi, mình phải dí theo kinh khí cầu, không được để ông thị trưởng và những con mèo trốn thoát. Ủa, ông ấy lại đi đâu rồi? Chúng ta dí theo, đừng để mất dấu nha. Dạ, tụi em biết rồi. Nhanh lên, dí theo. Lần này chúng ta quyết tâm phải bắt được ông thị trưởng và những con mèo của ông ấy. Chúng ta phải giành lại được những tấm quảng cáo mà đã bị ăn cắp. Jay, Jay chạy nhanh hơn. Jay chạy đi. Dạ. Ê, hình như ông muốn đáp tới bờ biển hay sao á. Rồi, ông bay qua tới cái chỗ công viên luôn rồi. Kìa, ông muốn đáp xuống rồi đó. Alo, yêu cầu ông thị trưởng hãy tắt cái màn hình khổng lồ trên kinh khí cầu vì nó đang phát ra âm thanh quá lớn, làm cho người dân ở đây rất là khó chịu. Và yêu cầu hãy trả lại những bản quảng cáo đây. Jay ơi, ông ấy không có nghe tụi mình nói đâu. Anh đã nghĩ ra một cách để tắt được cái âm thanh quá lớn trên cái màn hình của kinh khí cầu ông ta rồi. Mới xô, em có thấy những sợi dây cáp màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng không? Đó là sợi dây điện nối với lại cái loa đó. Nếu bây giờ chúng ta giật đứt những sợi dây đó thì cái loa nó sẽ không còn phát ra tiếng nữa. Như vậy người dân sẽ không còn bị làm phiền nữa. À, em hiểu rồi. Để em Marshall, xuất hiện. Mấy bạn có thấy trên xe của Marshall có cái cầu thang không? Nhìn nha. Mình sẽ cho cầu thang đi lên. Và mình lên mình cắt cái sợi dây này luôn. Được, một sợi dây màu hồng bị đứt rồi. Tiếp tục sợi dây màu vàng. Ôi không, mình chưa kịp cắt sợi dây màu vàng thì kinh khí cầu lại bay đi rồi. Dí theo các em ơi. Chúng ta cần phải cắt đứt hết tất cả các sợi dây điện đó thì cái loa nó mới im được. Ôi, kinh khí cầu lại bay đi đâu vậy? Ôi, no, đi đâu vậy? Trời ơi, không bay đi xa quá. Ây da, gặp con đường này là con đường lên dốc nữa, mình đi hơi lâu. Ê, hình như ông ấy muốn dừng lại chỗ này nè. Mình im lặng. Ok. Những tên chó cứu hộ kia, các người đang định làm gì? Kinh khí cầu của ta vậy hả? Không được tắt cái loa của ta. Ta cần phải thông báo cho người dân biết sắp tới sẽ có lễ hội mèo. Nhanh lên các em ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Guy, bây giờ kinh khí cầu cao quá, cái cầu thang của Marshall không tới được. Em hãy dùng máy bay để bay lên cắt đứt cái sợi dây điện đi. Dạ, để em khởi động máy bay. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt đứt sợi dây màu vàng này. Yeah, đứt rồi. Úi trời ơi, bọn chúng lại cắt đứt sợi dây điện, tắt luôn cái loa của ta rồi. Ây da, kinh khí cầu bị chạm luôn rồi. Ui trời ơi, chuyện gì vậy? Hai cái loa của ta đã bị hư rồi. Làm sao mà ta thông báo được đây? Ta nói làm sao người dân nghe được chứ? Ta sẽ đi chỗ khác để sửa lại cái loa. Và sau đó sẽ quay trở lại. Gặp người hãy đợi đấy. Ôi, ông ấy lại bay đi chỗ khác nữa rồi. Ôi, ông ấy ơi, nhìn kìa, ông ta làm rớt cái tấm poster. Ôi đúng rồi, đi lấy nó liền đi mấy em ơi. Cái tấm poster này để quảng cáo cho ngày hội những chú chó cứu hộ chúng ta đó. Bà thị trưởng đang tìm những cái tấm poster quảng cáo này nè. Khoan, anh cho em dán sticker hình ngọn núi lên trên máy bay đã nha. Ok. Xong chưa, chúng ta lại tiếp tục lên đường nè. Em nữa, xe của Everest chưa có sticker nào hết. Cho em dán cái núi này luôn đi. Ok rồi, dán được rồi đó. Bây giờ chúng ta lên đường được chưa? Dạ. Bây giờ mình sẽ lên đường dí theo cái kinh khí cầu thôi. Không biết nó đi đâu nữa. Ây da. À, ở phía trước kìa, dí theo. Ôi, cẩn thận, đường đang xuống dốc kìa.
chạy cẩn thận. Ủa, trên cái cầu lại bay đi đâu mất tiêu rồi. Mình đã bị mất dấu rồi. Thôi vậy thôi, mình ghé vô chỗ lễ hội đi. Chỗ này sắp sửa tổ chức lễ hội rồi nè. Ý, thằng kia lại có tấm poster quảng cáo nữa kìa. Vậy là nó bị rơi ra đó. Anh Raider ơi, em đã dán tấm bảng quảng cáo lên cái khung rồi nè. Ok, được lắm. Nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều tấm bảng quảng cáo lắm. Chúng ta cần phải tìm lại. Chúng ta cần phải dí theo kim dí cầu để đòi lại từ những con mèo. Mấy con mèo này đã ăn cắp rồi. Dạ, bây giờ kim dí cầu đã bay xa quá rồi. Giờ chúng ta làm sao anh? Đây đây, anh đã chuẩn bị chiếc xe rồi. Mấy em cứ leo lên chiếc xe này. Chúng ta sẽ dí theo kim dí cầu. Nhưng mà quan trọng là chúng ta không biết kim dí cầu đi về đâu đi nè. Ui, cái xe này to quá à. Cả đồ cháu cứu hộ lên luôn hả anh? Đúng rồi, trên này nó rộng như một căn nhà vậy đó. Mấy em sẽ rất là thoải mái. Alo, alo, đội cháu cứu hộ ơi. Anh vừa thấy một cái kinh khí cầu lạ bay trên bầu trời ở trong khu rừng rậm á. Trời ơi, cái tiếng động cơ của nó rất là to, làm cho những con thú ở trong rừng sợ hãi luôn. Chuyện gì vậy? Ở đâu lại có một kinh khí cầu kỳ lạ vậy? Ôi, vậy là anh biết rồi. Kinh khí cầu của ông thị trưởng đã bay vào trong khu rừng rậm rồi. Các em ơi, chúng ta chuẩn bị vào khu rừng rậm đi. Chúng ta phải dí theo kinh khí cầu của ông thị trưởng để yêu cầu ông ta tắt cái động cơ, hạ kinh khí cầu xuống. Bởi vì nó quá to và làm phiền người khác. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu rừng rậm. Các bạn ơi, đội chó cứu hộ, những tập ở cái vịnh Nha Trang này đến đây là hết rồi. Những phần tiếp theo chúng ta sẽ đến khu rừng rậm. Đây, khu rừng rậm nó sẽ như thế này nè. Trời ơi, cây cối rất là nhiều luôn. Để tìm được kinh khí cầu đó hơi bị khó nha. Thôi, video đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở những video sau nha. Bye bye.